Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Mạc Oan. Gần đây thì đâu đâu các bạn cũng sẽ bắt gặp được những cái thông tin về bộ đôi MacBook mới ra, và điển hình là con MacBook Air M2, MacBook Air M2 và MacBook Air M2. Nếu như các bạn đã quá là chán với những cái thông tin như vậy thì đây chính là video dành cho bạn. Đây là chiếc iPad Air 4, và liệu rằng trong 2022 này nó còn có đáng mơ hay không? Cùng mình tìm hiểu nhé. Intro. iPad Air 2020 hay còn gọi là iPad Air 4. Đây là một mẫu máy đã được ra mắt được khoảng 2 năm rồi. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại, mình đánh giá đây vẫn là một con máy đáng mua và phù hợp với rất là nhiều người dùng. Chiếc iPad Air 4 mình đang có ở đây thì là một phiên bản hỗ trợ lắp thêm cả SIM 4G nữa. Và đối với mình thì mình nghĩ là một chiếc iPad mà có hỗ trợ lắp SIM nữa, nó thực tế hơn rất là nhiều đối với một chiếc mẫu mà chỉ hỗ trợ Wi-Fi. Tại vì sao? Chúng ta có thể mang đi làm việc ở khắp mọi nơi mà không cần quan tâm đến chỗ đó có Wi-Fi hay không. Cũng giống như điện thoại vậy, không cần phải phụ thuộc vào địa điểm. Nói qua một chút về chiếc iPad Air 4 này, cho những người không biết thì chiếc máy này đang có một cái thiết kế giống hệt với những mẫu iPad Pro 2018. Một ngôn ngữ thiết kế rất là mới, khác biệt hoàn toàn so với mẫu 2019 trước đó. Viền được làm vuông, đằng sau sẽ là logo quả táo sáng bóng. Bên trên là camera, bên dưới là dòng chữ iPad và nam châm để kết nối với cả smart cover. Máy cũng có nhiều màu sắc hơn cho các bạn lựa chọn. Trên tay mình đây đang là phiên bản màu xanh, và mình cũng rất là thích cái màu xanh ở trên máy này. Màn hình của máy vẫn rất là tốt, với kích thước 10.9 inch, công nghệ LCD và độ phân giải 2K, thoải mái đáp ứng được tất cả các nhu cầu sử dụng của bạn, từ xem phim, lướt web cũng như là làm việc, viết, vẽ trên màn hình này. Tuy nhiên, để đánh đổi lấy một cái màn hình mà bốn cạnh bằng nhau như thế này, chúng ta sẽ phải chấp nhận đó là phần Touch ID sẽ được đặt ở cạnh bên trên. Trong một số trường hợp khi mà mình cầm dọc thì việc phải với tay lên để mở thì cũng hơi khó chịu một chút. Bù lại thì Touch ID rất là nhạy, chạm là mở. Về cấu hình thì máy đang sở hữu con chip Apple A14 Bionic, RAM 4GB, tương tự trên những mẫu iPhone 12 series. Nhưng mà đây là iPadOS nên là tất cả những cái trải nghiệm của nó mình sử dụng đều vẫn rất tốt và mượt mà. Mình có sử dụng để chơi game thì máy đáp ứng được tất cả những cái game nặng hiện nay và không hề có hiện tượng giật lag cũng như là nóng máy. Nhiều bạn sẽ hỏi là thế liệu con chip này đã lỗi thời chưa? Mình xin khẳng định luôn, con chip này vẫn chưa hề lỗi thời. Các bạn có thể yên tâm sử dụng trong vòng ít nhất là 3 đến 4 năm nữa. Với tất cả những cái nhu cầu, kể cả bạn có sử dụng những cái tác vụ nặng như là edit ảnh cũng như là chỉnh sửa video trên chiếc iPad này, thì mình chắc chắn rằng nó vẫn đáp ứng được rất là tuyệt vời. Đặc biệt khi mà mình kết hợp nó với cả bàn phím cũng như là bút Apple Pencil thì các bạn có thể dùng nó như một chiếc laptop nhỏ gọn, rất là tiện lợi. Tiếp theo là đến camera của máy. Thì thực sự những cái người mà mua iPad về cũng không dùng nó để chụp ảnh quá là nhiều. Tuy nhiên thì chất lượng hình ảnh cho ra của máy vẫn rất là tốt. Camera sau của máy với độ phân giải 12MP, hỗ trợ quay phim ở chế độ 4K và 60fps. Camera trước là 7MP, hỗ trợ quay phim HDR. Đây là đoạn video mình quay bằng cam trước của iPad Air 4. Như các bạn có thể thấy thì chất lượng cho ra vẫn rất là tốt, mic thu âm các thứ vẫn rất là ngon đúng không? Cuối cùng là về thời lượng pin sử dụng của máy. Với viên pin 7600mAh, mình sử dụng với những tác vụ hỗn hợp như là xem phim, gõ văn bản cũng như là chơi game thì máy trụ được khoảng tầm 7 tiếng on screen. Và hơn nữa, máy cũng được hỗ trợ sạc nhanh lên tới là 30W. Đâm ra là các bạn sẽ không phải lăn tăn quá nhiều về cái phần sử dụng pin của chiếc máy này. Tóm lại, chiếc iPad Air 4 này vẫn là một cái chiếc tablet đáng mua, đáng sở hữu trong cái năm 2022 này. Cùng với cả bộ phụ kiện của nó là smart cover cũng như là Apple Pencil, đây sẽ là một combo hoàn hảo dành cho những người mà chuẩn bị bước chân vào thế giới của iPad. Nếu như các bạn quan tâm đến những sản phẩm iPad Air 4 cũng như là bộ phụ kiện của nó, hãy tham khảo đến cửa hàng của Mạc Oan. Mình sẽ để link phía bên dưới cho các bạn tham khảo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.